và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày 18 tháng 7 sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Kinh tế Việt Nam đang tăng tốc nhưng cần củng cố các yếu tố nội lực, có sự hỗ trợ phù hợp của các biện pháp tiền tệ và tài khóa để giữ được đà tăng trưởng trong nửa cuối năm. 6 tháng, tỉnh Quảng Ninh duy trì được nhịp độ tăng trưởng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước. Các động lực thúc đẩy tăng trưởng từ khu công nghiệp, khu kinh tế di sản, đô thị và kinh tế số đã được khởi động tạo đà cho tăng trưởng kinh tế. Nhiều đồng bào dân tộc tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên tình nguyện hiến đất mở rộng các tuyến đường giao thông. Sự đồng lòng của người dân cùng chính quyền địa phương đang góp phần tạo diện mạo mới cho quê hương. Sau đây là nội dung chi tiết. Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp phiên thứ 5 vào sáng nay tại Phủ Chủ tịch. Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, Hội đồng đã thảo luận, cho ý kiến về những kết quả đạt được thời gian qua, tình hình triển khai nghị quyết 05 của Bộ Chính trị khóa 13 về tổ chức quân đội nhân dân giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến sâu sắc của các thành viên hội đồng, nhấn mạnh việc thực hiện hai nghị quyết này đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức bộ máy quân đội được sắp xếp theo hướng tinh gọn mạnh, đảm bảo quân đội luôn chiến thắng trong mọi cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và luôn là niềm tự hào của nhân dân, của dân tộc. Đồng thời cơ bản hoàn thành sắp xếp, bố trí lực lượng công an theo 4 cấp, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo an ninh, an toàn cho đất nước, cho từng người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới hội đồng cần tiếp tục bám sát thực tiễn, chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát tình hình thế giới, khu vực, nhất là những vấn đề nổi lên mang tính chiến lược, tác động đến quốc phòng, an ninh để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, biện pháp xử lý, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Qua nửa đầu năm nay, kinh tế Việt Nam đang tăng tốc nhưng cần củng cố các yếu tố nội lực của nền kinh tế để giữ được đà tăng trưởng. Đây là nhận định của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB trong báo cáo triển vọng phát triển châu Á vừa được công bố. Theo đó, sức bật cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam nhờ vào hai yếu tố chính. Thứ nhất là các yếu tố bên ngoài, hoạt động xuất nhập khẩu sôi động được phản ánh qua chỉ số PMI tăng mạnh, thể hiện đơn hàng tăng, nhu cầu mở rộng đầu tư trực tiếp nước ngoài gia tăng. Thứ hai là môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi nhờ lạm phát giữ ở mức ổn định 4%, chính sách tiền tệ hỗ trợ hoạt động đầu tư kinh doanh và cán cân thanh toán thuận lợi. Tuy nhiên, theo ADB, nhu cầu trong nước vẫn còn yếu, do vậy cần có sự hỗ trợ phù hợp của các biện pháp tiền tệ và tài khóa. Ngân hàng Nhà nước đang làm tốt trong việc duy trì chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, cân bằng giữa việc vừa đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, vừa kiểm soát lạm phát. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì không còn nhiều dư địa. Vì vậy, chính sách tài khóa phải thể hiện vai trò kích cầu tiêu dùng nội địa, tăng trưởng tín dụng. Làm sao để thấy được tác động của chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa cùng song hành và tác động lan tỏa đến hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu dùng. Trong bối cảnh xuất khẩu tăng, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế cho khu vực này trong năm 2024 lên mức 5 so với mức dự báo trước đó là 4,9%. Triển vọng tăng trưởng cho năm sau được giữ nguyên ở mức 4,9%. 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Quảng Ninh duy trì được nhịp độ tăng trưởng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước, thuộc nhóm 10 tỉnh dẫn đầu về tăng trưởng và xếp thứ tư vùng đồng bằng sông Hồng. Năm nay, địa phương này đang kiên định mục tiêu 10 năm tăng trưởng kinh tế GRDP liên tiếp trên hai con số, tức là hơn 10%. Nhiều ngành có thế mạnh đã được tạo đà tăng tốc ngay từ những ngày đầu năm. Những chiếc du thuyền với giá trị hàng trăm tỷ đồng đã lần lượt xuất hiện trên Vịnh Hạ Long. Du lịch đang trở thành mũi đột phá quan trọng của tỉnh Quảng Ninh. Từ vùng cao, cửa khẩu đến Vịnh Hạ Long, các sản phẩm du lịch mới liên tục đến với du khách. Trong 6 tháng năm 2024, địa phương này đã đón hơn 10 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ. Mặc dù sản phẩm chúng tôi mới ra đời, đến thời điểm hiện tại là được rất nhiều khách hàng và các đại lý trong và ngoài nước ủng hộ. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi công suất phòng hiện tại đang đạt khoảng trên 80%. Trong 6 tháng đầu năm 2024,
Doanh thu của doanh nghiệp này đã tăng hơn 60% so với cùng kỳ, với mức tăng trưởng khá tích cực của nhiều doanh nghiệp. Lĩnh vực công nghiệp chế tạo đang trở thành trụ cột của mức tăng trưởng hơn 10%, thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Và cuối tháng 7 này, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa giai đoạn 3 vào hoạt động và triển khai giai đoạn 4. Chúng tôi cũng rất vui mừng khi đã tạo được việc làm cho 4.500 lao động với thu nhập trung bình 12 triệu mỗi tháng. Ban cũng đã luôn luôn đồng hành, tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là về điện, nước, rồi là về đào tạo, tuyển dụng nguồn lao động cho các doanh nghiệp. Các dư địa tăng trưởng tiếp tục được rà soát. Các động lực thúc đẩy tăng trưởng từ khu công nghiệp, khu kinh tế di sản, đô thị và kinh tế số đến phát huy lợi thế từ hạ tầng và cải cách thủ tục hành chính đã khởi động tạo đà tăng trưởng kinh tế cho địa phương. Đó cũng là điều chúng tôi theo đuổi 4-5 năm nay và bây giờ thì kết quả đã cho rất là rõ. Đó chính là lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo nhưng phải thu hút những doanh nghiệp FDI thế hệ mới thân thiện với môi trường và phát triển du lịch dịch vụ và trọng tâm là đi sâu vào ba trụ cột khai thác về thiên nhiên, văn hóa và con người của tỉnh Quảng Ninh. Thực tế cho thấy, dư địa tăng trưởng đều có thể kích hoạt ở bất kỳ địa phương nào. Điều cần thiết là giải pháp và tinh thần dám nghĩ dám làm. Tuy vẫn còn khá nhiều khó khăn, nhưng chính phủ vẫn kiên định với mục tiêu đạt khoảng 7% so với năm trước. Và để đạt được mục tiêu đó thì không thể thiếu được sự quyết tâm của chính các địa phương. Theo Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 200.000 tỷ đồng, tương đương trung bình mỗi ngày thu hơn 1.600 tỷ đồng, tăng khoảng 128 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Số thu ngân sách của ngành hải quan tăng so với cùng kỳ năm trước là nhờ nền kinh tế trong nước đã có những dấu hiệu khởi sắc, số doanh nghiệp thành lập mới và số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chịu thuế 6 tháng đầu năm tăng hơn 16%. Dự kiến thu ngân sách nhà nước năm nay của ngành sẽ đạt 375.000 tỷ đồng, qua đó đạt dự toán được giao. Cả nước đã thu hoạch được gần 400.000 hecta lúa hè thu với năng suất ước đạt 6,2 tấn trên 1 hecta. Nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu nhập khẩu gạo của thế giới đang tăng lên khiến nhiều doanh nghiệp dự báo xuất khẩu gạo sẽ khởi sắc vào cuối năm nay. Hiện giá xuất khẩu bình quân gạo 5% tấm là 600 đô la Mỹ một tấn và loại 25% tấm là 544 đô la Mỹ. Dù thấp hơn mức giá hồi đầu năm nhưng so với cùng kỳ năm ngoái vẫn tăng khoảng 30 đến 35%. Philippines, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc vẫn là những thị trường tiêu thụ chính của gạo Việt Nam. Việt Nam cũng đang tích cực mở rộng sang các thị trường mới như Trung Đông, Châu Phi, Nam Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Để không còn tình trạng bán xé rào gây ảnh hưởng tiêu cực tới cả ngành hàng, nhiều ý kiến cho rằng cần phát huy hơn nữa vai trò của các hiệp hội trong việc định hướng, kiểm soát các thành viên khi tham gia đấu thầu xuất khẩu với phương châm không áp đặt, nới lỏng nhưng không buông lỏng. Ở khía cạnh còn lại, để có giá bán tốt, cạnh tranh bền vững, đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực cải thiện chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu thay vì chỉ phụ thuộc vào các gói thầu xuất khẩu tập trung. Hiện thì một ký gạo như thế này có giá bán là khoảng 50.000 đồng, tức là cao gấp 2 đến 3 lần so với gạo thông thường. Và để có một sản phẩm chất lượng như thế này thì nhà máy phải liên kết từ khâu sản xuất, thu mua đến chế biến xuất khẩu. Để có mức giá cao như vậy, theo các nhà máy gạo, yếu tố hàng đầu là sản phẩm phải liên tục cải tiến về mặt chất lượng. Chuyển theo hướng gạo thơm, chất lượng cao, công đầu là người nông dân, các nhà hoạch định chính sách và cái doanh nghiệp Việt Nam cũng rất là năng động. Thị trường nào chúng tôi cũng đi tới. Làm sao chúng ta giảm được cái chi phí để làm tăng cái thu nhập người nông dân và đảm bảo được cái năng suất. Và thứ ba nữa là chúng ta nâng cao được chất lượng gạo để làm tăng cái giá trị của cái hạt gạo trong xuất khẩu. Thực tế khi có hạt gạo con cá thơm ngon chất lượng sẽ không quá khó chinh phục người tiêu dùng ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU với giá bán cao hơn nhiều lần so với bán qua đấu thầu ở các thị trường truyền thống. Bây giờ cả thế giới người ta không phải là ăn cá với gạo không? Người ta ăn hoa quả, ta ăn rau quả thì cái đó là công ty có chủ trương màng là một là rau quả, hoa quả, cái thứ hai là đồ hàng như giá trị gia tăng. Có công ty lớn và có những công ty vệ tinh, có hợp tác xã nông nghiệp, có người nông dân tham gia, lúc đó thì sản phẩm làm ra là tốt. Chính phủ đang quyết tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông cho đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cơ hội để giảm thời gian và chi phí cho dừa nông sản. Tận dụng tốt cơ hội đó và tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm,
đa dạng thị trường cũng như minh bạch giá xuất khẩu sẽ giúp ngành hàng tỷ đô này ngày một vươn xa. Sau đây là phần điểm những nội dung đáng chú ý về Việt Nam trên các trang báo 24 giờ qua. Theo báo cáo Thương mại điện tử Đông Nam Á 2024 mới đây của hãng nghiên cứu MomentumWorks, Việt Nam và Thái Lan là hai thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất khu vực trong năm 2023. Theo đó, tổng giá trị hàng hóa của Việt Nam trong năm 2023 đã tăng 52,9% so với năm trước đó, đạt quy mô 13,8 tỷ đô la Mỹ. Không chỉ vậy, Việt Nam cũng vượt qua Philippines để trở thành thị trường thương mại điện tử lớn thứ ba trong khu vực. Trang tin tiếng Anh của đài KBS Hàn Quốc đưa tin, nước này đang triển khai dự án đầu tư phát triển trong cả lĩnh vực công và tư nhân nhằm phát triển thành phố mới tại Việt Nam theo mô hình thành phố mới của Hàn Quốc. Theo đó, đoàn công tác của Hàn Quốc do Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Park Sang-woo làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại Việt Nam từ ngày 15 tháng 7. Trong sự kiện này, đại diện hai nước đã ký bản ghi nhớ về dự án phát triển đô thị cũng như kế hoạch xây dựng thành phố thông minh và nhà ở xã hội. Báo Vietso của Nhật Bản đưa tin về việc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đang hoàn thiện việc xây dựng làn đường dành cho xe đạp. Dự án nằm trong chương trình phát triển đô thị loại 2, thành phố xanh, được phê duyệt năm 2016 với tổng chi phí khoảng 170 tỷ đồng. Làn đường dành cho xe đạp được thiết lập trên các tuyến đường chính của thành phố, ở phía trong vỉa hè. Làn đường rộng 1 mét, màu xanh lá cây với viền màu vàng, có tổng chiều dài khoảng 8 km. Huế là thành phố đầu tiên ở Việt Nam có làn đường dành cho xe đạp trên một phần vỉa hè. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo. Tròn 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tín dụng chính sách xã hội góp phần rất lớn trong việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo ở nhiều địa phương, ghi nhận tại tỉnh Phú Yên. Nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường đào tạo và nâng cao tay nghề lao động, ngành kỹ thuật ô tô theo tiêu chuẩn của Cộng hòa Liên bang Đức, khi hai nước Việt Nam và Đức triển khai nhiều chương trình hợp tác về lao động và việc làm. Tiếp tục bản tin với những nội dung đáng chú ý. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện hỏa tốc về vụ việc 4 du khách người Việt Nam tử vong ở Bangkok, Thái Lan. Theo công điện, ngày 16 tháng 7, tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok, cảnh sát Thái Lan đã phát hiện 6 người tử vong, trong đó có 4 công dân Việt Nam và 2 người gốc Việt, nghi do bị nhiễm độc. Hiện các cơ quan chức năng của Thái Lan tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với phía Thái Lan trong quá trình điều tra, làm rõ vụ việc, thực hiện các biện pháp bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân Việt Nam, chủ động xử lý, kiến nghị các vấn đề đối ngoại với phía Thái Lan, kịp thời thông tin đầy đủ, khách quan về vụ việc cho báo chí dư luận. Bộ Công an phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc theo đề nghị của phía Thái Lan. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan theo dõi sát vụ việc, kịp thời báo cáo diễn biến điều tra, triển khai công tác bảo hộ công dân, thăm hỏi, hướng dẫn, hỗ trợ người nhà nạn nhân, các thủ tục liên quan về hậu sự theo quy định. Tính đến hết nửa đầu năm nay, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đạt hơn 4.400 tỷ đồng. Hàng năm, ngân sách tỉnh đã cân đối một phần vốn chuyển qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để đối ứng cùng nguồn vốn của Trung ương cho vay đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Tổng kết 10 năm qua, các chương trình tín dụng nguồn vốn giải ngân qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hậu Giang đã giúp cho gần 318.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh được vay vốn, tạo việc làm cho hơn 32.200 lao động, hơn 1.500 lao động được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài. Năm nay, tròn 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tín dụng chính sách xã hội. Trong 10 năm qua, chỉ thị này đã được triển khai trên khắp 63 tỉnh, thành phố. Chính sách này đã góp phần rất lớn trong việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo ở nhiều địa phương. Phản ánh từ Phú Yên, địa phương mà trong 10 năm qua đã có hơn 40.000 hộ vượt ngưỡng nghèo nhờ vào tín dụng chính sách xã hội. Mỗi tháng một lần, người dân xã Hòa Quang Nam lại có mặt ở ngân hàng lưu động do Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phú Hòa triển khai về tận xã. Hiện dư nợ tín dụng của hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác của Hòa Quang Nam lên gần 67 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này mà nhiều gia đình đã thoát nghèo, đưa Hòa Quang Nam thành xã nông thôn mới nâng cao. Chính sách mà tín dụng này thì nó giúp xóa nghèo rồi, giờ bắt đầu họ bắt đầu tiến lên,
họ làm ăn, cho nên bây giờ cái thu nhập họ cũng là càng ngày càng cao. Từ năm 2019, ngoài ngân sách trung ương, nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Phú Yên cũng đã tăng gần 278 tỷ đồng, gấp 4,7 lần. Nhờ vậy, những hộ nghèo như Y Yốt đã thoát nghèo, nhờ vốn vay đã tăng lên đến 100 triệu đồng. Vừa trước là làm nhà nhỏ, ngân hàng ngân sách cho vay, là làm nhà mua bò, nhà mình là ông đền. Từng cấp ủy đảng và chính quyền địa phương gắn kết với các đơn vị để mà khi chúng ta triển khai việc nào chắc việc đấy, trong đó phải gắn kết với các chương trình, dự án, kế hoạch và chương trình mục tiêu quốc gia, rồi gắn với các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại tỉnh Phú Yên, sau 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư, đã có gần 343.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn với số tiền hơn 10.910 tỷ đồng. Bình quân một hộ dư nợ khoảng 50 triệu đồng, tăng 30 triệu đồng so với năm 2014. Về nhiều xã vùng khó khăn nhất của huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, nhiều đồng bào dân tộc đang tình nguyện hiến đất mở rộng các tuyến đường giao thông. Tại đây, gần 250 km đường giao thông được nhựa hóa, bê tông hóa, 100% đường liên xã và liên xóm được xây dựng trong những năm qua nhờ sự đồng lòng của người dân cùng với nỗ lực của chính quyền địa phương, ghi nhận của các phóng viên thời sự. Toàn bộ cổng, tường quanh nhà và khu vực sân vào khoảng 3,5 m nhà bà Liên được dỡ bỏ. Hôm nay có các lực lượng trong xã đến hỗ trợ. Đường được mở rộng từ 3 m lên 7 m. Xã Bản Đạt, xã khó khăn nhất, chủ yếu đồng bào dân tộc Sán Diều sinh sống. 141 hộ dân nơi có đường đi qua như nhà bà đều sẵn sàng. Nghèo tiền thôi chứ tinh thần thì cũng không đến nỗi nào. Mở được rộng đường nó ra thì là mọi cái, nói chung là cái bộ mặt của làng xóm hay của xã nó cũng đẹp hơn. Từ đầu năm nay, khi có thông tin sẽ mở rộng con đường dài 2 cây số đi qua những xã khó khăn nhất của huyện, các cán bộ hưu trí, những người có uy tín của các xóm như ông Toàn đã đến từng gia đình giải thích để người dân hiểu. Trước kia khổ lắm, vất vả lắm, nên là bà con cũng thấm lắm rồi, thì cũng nhận thức được cả vấn đề đó, thì khi đưa ra phân tích bà con nhận thức được ngay, sẵn sàng coi là hiến vô điều kiện tất cả các thứ. Ngay tại đây thì còn đang hình thành một phong trào cũng đầy ý nghĩa khác, đó là những cái hộ dân mà không bị ảnh hưởng, không phải hiến đất thì còn đang đóng góp một cái khoản tiền có thể là nhỏ thôi để hỗ trợ lại cho chính những cái gia đình đã tình nguyện hiến đất, tạo thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng tại đây. Nhà ông Họa được hỗ trợ tiền để xây lại bờ tường và cổng, nhưng gia đình ông từ chối để dành số tiền đó cho những hộ khác. Thế là vẫn khỏi. Nếu mà làm được nhà đời tôi đang như thế này là được rồi. Quá đẹp rồi. Mình bỏ đất nó mới làm đường rộng được chứ. Các con cháu nó đi nó thuận tiện, ở nhà nó cũng đỡ lo. Lắm chúng tôi mấy cháu đi học thì xe đạp cũng lo lắm. Người dân hiến đất, còn việc cải tạo, xây dựng, mở rộng từ nhiều nguồn như đầu tư công, hỗ trợ xi măng và các nguồn vốn khác. Bàn bạc công khai, thống nhất trong nhân dân. Thế và cán bộ, đảng viên thì phải gương mẫu đi đầu thực hiện. Các cái tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thì cũng rất tích cực tham gia tuyên truyền và với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà. Khi những con đường mới khang trang được nối đến những vùng khó khăn nhất, những con đường này là của nhân dân. Lao động có việc làm tăng, thất nghiệp giảm trong quý 2 và nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh trong quý 3 tại các tỉnh thành phía Nam. Tại Bình Dương, nhu cầu tuyển dụng tăng từ 60.000 đến 80.000 lao động. Một số lĩnh vực như may mặc, may ba lô, túi sách, may sofa, điện tử, gỗ, giày, nhựa, in, ngũ kim đang cần nhiều lao động. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu việc làm tăng ở các ngành lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ, công nghệ thông tin, xây dựng. Dự kiến từ nay đến cuối năm, thành phố Hồ Chí Minh cần khoảng từ 160.000 lao động, trong đó khu vực thương mại dịch vụ cần từ trên 102.000 người. Cộng hòa Liên bang Đức hiện đang rất cần nhân lực cho các ngành kỹ thuật dịch vụ. Đây cũng là thị trường tiềm năng cho lao động Việt Nam sau khi hai nước triển khai nhiều chương trình hợp tác về lao động và việc làm. Nắm bắt cơ hội này, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang tăng cường đào tạo và nâng cao tay nghề cho lao động ngành kỹ thuật ô tô theo tiêu chuẩn của Cộng hòa Liên bang Đức.
buổi thẩm định tay nghề theo tiêu chuẩn Cộng hòa Liên bang Đức của ngành kỹ thuật dịch vụ ô tô, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Các chuyên gia người Đức trực tiếp sát hạch. Việt Nam và Đức cũng đang đẩy mạnh hợp tác về giáo dục nghề nghiệp với dự án đưa 22 ngành nghề Đức theo chuẩn quốc tế về Việt Nam. Buổi thẩm định hôm nay nhằm đánh giá kỹ năng và khả năng nghề nghiệp của các học viên này. Sau đó chúng tôi cung cấp thông tin cho các nhà tuyển dụng Đức. Nhờ vậy, sẽ thuận lợi hơn trong lựa chọn lao động có tay nghề từ Việt Nam. Trong những năm gần đây, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội. Chúng tôi đánh giá trường có đầy đủ các điều kiện tiên quyết cho việc đánh giá nghề theo tiêu chuẩn Đức. Trước đây là bọn em được đào tạo tiêu chuẩn là theo Việt Nam. Để giờ muốn trải qua kỳ thi thẩm định này là bọn em phải được đào tạo và bổ sung thêm kiến thức để được đạt được tiêu chuẩn của Cộng hòa Liên bang Đức ạ. Dạ, cái chứng chỉ này rất quan trọng với em. Khi mà bước chân sang Đức thì làm việc nó trao dồi kinh nghiệm nhiều hơn và cái mức lương nó cũng cao hơn ở Việt Nam rất nhiều. Chúng tôi sẽ tổ chức và cung cấp cấp chứng chỉ ngay tại Việt Nam. Thời gian cấp chứng chỉ sẽ rút ngắn rất là nhiều so với cái việc công nhận chuyển đổi văn bằng. Chứng chỉ này đã được Đại sứ quán Đức tại Việt Nam cho phép là chứng chỉ đủ điều kiện, các bạn đủ điều kiện tay nghề sang bên Đức để lao động theo diện visa lao động đã qua đào tạo. Cùng với kỹ thuật ô tô, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội còn triển khai đào tạo hơn 40 ngành nghề khác, trong đó có 8 ngành được phê duyệt trọng điểm quốc tế. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giảng dạy được đầu tư đồng bộ, đội ngũ cán bộ giảng viên được đào tạo và bồi dưỡng tại nước ngoài. Đây là những điều kiện để trường tăng cường đào tạo lao động có tay nghề theo chuẩn quốc tế. Trong cả nước này rất nhiều trường đào tạo nghề công nghệ ô tô, nhưng tổ chức hàng đầu đánh giá về kỹ năng nghề của nhà nước Đức đã chọn Trường Cao đẳng Công nghệ cao để ủy nhiệm cho công việc tổ chức đánh giá kỹ năng nghề này. Thì chứng tỏ đây là một cái điểm rất sáng, điểm ghi nhận của chuyên gia Đức về nghề công nghệ ô tô. Hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp và nhà tuyển dụng để đảm bảo đầu ra cho học viên, trường định hướng đào tạo nhân lực theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, định hướng du học và đưa người lao động đi làm việc ở các thị trường quốc tế với mức lương cao như Đan Mạch, Cộng hòa Liên bang Đức. Phần cuối của bản tin như thường lệ là những thông tin dự báo thời tiết trong nước và quốc tế. Bản tin thời sự xin được khép lại tại đây. Để xem trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go trên App Store hoặc Google Play. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.